Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là mình gọt dưa leo và đổ chân lá và quý ăn cho mọi người. Vì không ăn được vỏ nên mình phải gọt vỏ để hết cho mọi người. Giờ đã xong một dĩa chân nào quý nha mọi người. Đây đã xong một dĩa ăn chân nào quý. Giờ mình cho nào quý đi, cho nào quý ăn cho nhà mọi người. Mọi người thấy nào về chuyện mọi người có nhà mới chơi thoải mái không mọi người? Rồi ăn này, rồi ăn này. Đấy, rồi ngồi xuống ăn coi. Rồi thích được nha mọi người.
Nghe ngon mọi người. Rồi nào ăn rồi mọi người.